Cựu Tổng thống Donald Trump đang bị truy tố 37 tội danh do hành vi cất giấu tài liệu mật và nói dối cơ quan điều tra. Tài liệu truy tố ông cùng các bằng chứng đi kèm đã cho công chúng cái nhìn toàn cảnh về vụ việc. Bộ Tư pháp Mỹ ngày 9 tháng 6 gỡ niêm phong bản cáo trạng, trong đó gồm thông tin về tài liệu cấp cao mà cựu Tổng thống Trump lưu giữ sau khi rời nhiệm sở, những lần ông chia sẻ nó một cách bất hợp pháp với những người không được cấp quyền tiếp cận tài liệu, và việc ông tìm cách ngăn chặn mọi nỗ lực thu hồi tài liệu của chính phủ, theo tờ The Hill. Theo cáo trạng, ông Trump đối mặt 37 tội danh, gồm 31 tội liên quan đạo luật gián điệp, trong đó các tài liệu mà ông cất giữ liên quan thông tin tình báo được thu thập về nước ngoài hoặc năng lực quân sự của Mỹ. Luật này cấm lưu giữ thông tin quốc phòng không đúng cách, mặc dù các tài liệu không nhất thiết phải là tài liệu mật. Theo BBC, mỗi tội danh trong số này đều yêu cầu đóng khoản tiền phạt lớn hoặc buộc người phạm tội phải ngồi tù trong nhiều năm. Cụ thể, với việc vi phạm đạo luật gián điệp có thể bị phạt tù tới 10 năm, trong khi một số hành vi cản trở công lý có thể bị phạt tới 20 năm tù. Trợ lý Uinota của ông Trump bị truy tố 6 tội danh, gồm các cáo buộc cản trở công lý và che giấu. Trong khi các lãnh đạo Đảng Cộng Hòa cáo buộc việc truy tố cựu Tổng thống Trump là một quyết định mang tính chính trị, một số chuyên gia pháp lý khẳng định các công tố viên đã xây dựng được một vụ án vững chắc. Diana Florence, một cựu công tố viên từng làm việc tại quận Manhattan, trả lời BBC. Các công tố viên đã thu thập được mọi thứ. Họ có video, họ có băng ghi âm các cuộc điện thoại. Ngay cả những nhân viên cấp thấp cũng ra làm chứng. Dưới đây là một số phát hiện chính trong tài liệu được cơ quan chức năng công bố và các tác động của những văn bản này. Một trong những thông tin đáng chú ý nhất trong cáo trạng của cơ quan công tố chính là danh sách 31 tài liệu được cựu Tổng thống Trump cất giữ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida. Những tài liệu này bao gồm chi tiết về chương trình vũ khí hạt nhân của Mỹ, các điểm yếu tiềm năng của Mỹ và đồng minh cũng như kế hoạch trả đũa quân sự của nước này. Các tài liệu có nguồn gốc hoặc liên quan Cục Tình báo Trung ương, CIA, Lầu Năm Góc, Cơ quan An ninh Quốc gia, Cơ quan Tình báo Địa không gian Quốc gia, Văn phòng Do thám Quốc gia, Bộ Năng lượng Bộ Ngoại giao, Cục Tình báo và Nghiên cứu thuộc Bộ Ngoại giao. Bản cáo trạng cho biết, việc để lộ những tài liệu mật trên có thể gây rủi ro cho an ninh quốc gia của Mỹ, các mối quan hệ ngoại giao, sự an toàn của quân đội Mỹ và nhân sự của lực lượng này, cũng như khả năng tiếp tục tồn tại của các phương pháp thu thập thông tin tình báo nhạy cảm. Đây là một nhận định quan trọng vì để chứng minh cáo buộc ông Trump vi phạm đạo luật gián điệp, các công tố viên phải trình được bằng chứng cho thấy vị cựu tổng thống này sở hữu trái phép thông tin quốc phòng nhạy cảm. Sau khi thông tin về quá trình truy tố được công bố, các đảng viên Cộng hòa, bao gồm đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, đã nhanh chóng lên tiếng bảo vệ ông. Mặc dù những người này khẳng định quá trình truy tố ông Trump là một quyết định mang tính chính trị, họ gặp khó khăn trong việc giải thích lý do vị cựu tổng thống này giữ lại tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng. Điều quan trọng là cáo trạng đã chỉ ra hai ví dụ cho thấy ông Trump sẵn sàng cho các cá nhân không có đủ giấy phép an ninh tiếp cận những tài liệu mật. Vụ việc đầu tiên bao gồm một cuộc nói chuyện của cựu Tổng thống Trump với một nhà văn, một nhà xuất bản và hai thành viên trong đội ngũ của ông vào hôm 21 tháng 7 năm 2021, và một lần vào tháng 8 hoặc tháng 9 năm 2021 đều tại câu lạc bộ golf của ông ở Bedminster, bang New Jersey. Ông đã nói cho những người này kế hoạch tấn công của quân đội Mỹ nhằm vào một quốc gia không được nêu tên, được nhận định là Iran. Ông Trump nói với những người này rằng bản kế hoạch là thông tin tuyệt mật và trong vai trò Tổng thống Mỹ, ông có thể giải mật những tài liệu này. Tuy nhiên, ông sẽ không làm vậy, tài liệu của các công tố viên cho biết. Đi kèm bản cáo trạng, các công tố viên cũng thu thập lượng bằng chứng lớn bao gồm hình ảnh, video và lời khai của nhân chứng đối với hành động cất giữ trái phép tài liệu mật và cản trở quá trình điều tra của ông Trump. Vụ việc còn lại là cuộc gặp với một trợ lý chính trị vào tháng 8 năm 2021, nơi ông Trump cho người này xem một tấm bản đồ bí mật của một quốc gia khác mà cựu Tổng thống Mỹ nói với vị trợ lý rằng chiến dịch quân sự tại quốc gia trên đang không diễn ra thuận lợi. Vụ việc đầu tiên được các công tố viên nêu ra, được nhận định sẽ bác bỏ lập luận của cựu Tổng thống Trump rằng không đã giải mật những tài liệu được cất tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago trước khi rời Nhà Trắng. Những thông tin được cơ quan công tố thu thập cũng cho thấy sự bất cẩn của ông Trump khi sử dụng tài liệu mật. Việc cất giữ trái phép tài liệu mật chỉ là một phần trong các tội danh mà ông Trump đang phải đối mặt. Các cáo buộc còn lại bao gồm cản trở quá trình điều tra và lừa dối cơ quan chức năng. Jim Chasty, một trong những luật sư đại diện cho ông Trump, đã gọi quá trình truy tố là lố bịch và các tội danh nhằm vào ông Trump là không thực tế. Tuy nhiên, tài liệu của cơ quan chức năng cho thấy cựu Tổng thống Trump đã trực tiếp tham gia vào quá trình đóng gói tài liệu tại Nhà Trắng. Cựu lãnh đạo này theo dõi quá trình vận chuyển các hộp tài liệu, bất chấp việc các cơ quan liên bang muốn thu hồi những thông tin nhạy cảm trên. Cũng theo cáo trạng, vào tháng 5 năm 2021, ông Trump đã cho người dọn dẹp kho chứa đồ ở tầng trệt của Mar-a-Lago để làm nơi cất tài liệu mật. Các tài liệu còn được cất tại nhiều nơi khác như sảnh tiệc, nhà vệ sinh và nhà tắm, phòng làm việc, phòng ngủ và nhà kho. Đến tháng 12, ông Uinota, trợ lý lâu năm của ông Trump và cũng bị buộc tội trong vụ án,
phát hiện một số tài liệu rơi vãi trên sàn nhà được dán nhãn, bí mật và chỉ được chia sẻ giữa Liên minh Tình báo Ngũ Nhãn, Anh, Canada, Mỹ, New Zealand và Úc. Cáo trạng cho thấy ông Trump đã cân nhắc một số hành động để không phải trả lại tài liệu mật, như yêu cầu luật sư của ông giấu hoặc tiêu hủy các tài liệu mà ông sở hữu sau chat của tòa án vào tháng 6 năm 2022. Cơ quan công tố cáo buộc ông Trump đã cố gắng cản trở các cuộc điều tra của Cục Điều tra Liên bang, FBI và Đại bồi thẩm đoàn, đồng thời che giấu việc ông tiếp tục sở hữu các tài liệu mật, bằng cách đề nghị luật sư của mình nói dối với FBI rằng ông không giữ các tài liệu được đề cập. Các công tố viên cáo buộc ông Trump đã chỉ đạo trợ lý Nota mang các hộp tài liệu đi giấu. Cựu Tổng thống còn đề nghị luật sư giấu hoặc tiêu hủy các tài liệu mà Đại bồi thẩm đoàn yêu cầu giao nộp và nói dối rằng ông đã giao nộp tất cả các tài liệu cần thiết. Trong một trường hợp khác, sau khi luật sư Evan Corcoran đi thu thập hồ sơ để giao nộp theo chat của tòa án vào tháng 5, ông Trump ra hiệu cho vị luật sư lọc ra những tài liệu mà ông cho rằng không nên trả lại cho chính phủ. Khi các trợ lý hỏi ông Trump về những gì họ nên nói với các nhà điều tra liên bang, bản cáo trạng cho biết vị cựu tổng thống này đã chỉ thị cho nhân viên dưới quyền nói dối. Nhận định của cơ quan điều tra được minh chứng bởi các đoạn video theo dõi, tin nhắn và hình ảnh từ trợ lý, nhân viên và gia đình của ông Trump cũng như các nhân chứng. Một luật sư của ông Trump thuật lại một số câu hỏi được vị cựu tổng thống này đặt ra. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không hợp tác với họ? Liệu có tốt hơn nếu nói với các nhà điều tra rằng chúng ta không cất giữ tài liệu mật? Quá trình truy tố ông Trump đã có khởi đầu mạnh mẽ. Tuy nhiên, bản cáo trạng chỉ là bước khởi đầu. Giờ đây, công tố viên đặc biệt Jack Smith và đội ngũ của ông cần phải chứng minh những cáo buộc nhằm vào ông Trump tại tòa trước một bồi thẩm đoàn của bang Florida. Bất chấp những cáo trạng này, ông Trump tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch vận động tranh cử. Ông dự kiến có mặt tại tòa án liên bang ở Miami vào ngày 13 tháng 6 tới để nghe cáo trạng. Ông được cho là sẽ khẳng định vô tội tại tòa. Tôi vô tội, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 9 tháng 6 khi thừa nhận ông bị truy tố và nhận được chat hầu tòa vào đầu tuần sau. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.